Sài Gòn rồ lên rất là nhiều cái món ăn hải sản rất là rẻ và rất là tươi nữa. Cool food. Vô tình đi ngang cái quận Gò Vấp này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem thử cái món hàu 5.000 Sài Gòn. Ở đây là cái hệ thống hàu 5.000 Sài Gòn ở chi nhánh 2 nha các bạn. Đây, chúng ta cùng qua đường và cùng xem thử cái món này có gì nó cuốn hút mà dạo này rất là nhiều người ăn. 265 Lê Đức Thọ. Thì chúng ta sẽ thưởng thức cái hàu 5.000 Sài Gòn chi nhánh 2 tại địa điểm này và rất là đông khách, rất là được nhiều người biết đến. Đây, nhân viên đang order món cho khách mới vào và trong quán cũng một cái sảnh không gian nhỏ có rất là nhiều bàn ngồi rồi. Ngoài hàu thì sẽ có tôm nữa, tôm rất là to, tôm càng xanh ha. Sài Gòn như thế này. Đây là cái menu. Thì đa số là hàu một con thường thường là 5.000. Đây, từ hàu ăn sống đến hàu nướng mò đến mỡ hành sa tế hay là nướng muối ớt đều là 5.000 hết, hoặc là 7.000, 6.000, rất là rẻ, rất là bình dân. Phô mai thì 8.000, cháo thì cũng chỉ có 60.000 thôi, tô lớn 90.000. Ngoài ra còn có những món nướng giải khác nữa, lẩu kim chi và lẩu cá chấm giòn chỉ có 150 một phần thôi. Ngoài ra còn có sò mai nướng nè, nhum nướng mỡ hành nè, cũng có 35 tới là 39 40.000 một con thôi. Tôm càng xanh cũng là cái đặc sản ở đây. Ngoài ra còn có những cái loại thức uống và cả bia nữa, cứ vậy khác cho thực khách. Món mình đang nướng là món gì đây anh? Hay là cá chấm nướng ớt đó. Cá chấm nướng ớt hả? Cá hồ hả không ta? Cá sông. Cá sông hả? Đây là cái bếp lửa BBQ, bếp than hồng để nướng hàu và nướng hải sản tại quán hàu 5.000 Sài Gòn. Viên đang nướng món hàu nướng mòi đó không ta? Phô mai hả? Phô mai, nhưng mà tí nữa mình bỏ phô mai chứ. Dạ, tí nữa bỏ. Một cái bếp lửa than hồng rất là lớn như thế này, rất là đỏ. Và hàu được bỏ lên sau khi được tắt và làm sạch thì được bỏ lên trên bếp như thế này cho hàu chín. Bên này là hàu nướng phô mai đã chín rồi này. Hàu được tắt sẵn, những con hàu rất to và tươi được tắt sẵn, tại vì khách vào rất là đông, nhân viên làm không có kịp nên là bình thường hay tắt trước. Thì bên cạnh cái ấy thì chúng ta sẽ có cái bếp lửa than hồng và đầu bếp đang bỏ cái này là phô mai lỏng không ta? Dạ đúng rồi. Một con này giá nhiêu anh? Một con 8.000. Đây tính con 8.000 thôi các bạn, rất là rẻ.
bên Mê Ma bên em là cá hàm là to, bên gia đình nó khác đúng không? À. Đây là cái phần hầu phô mai 8.000 một con, khách mua mang về được bỏ trong hộp nè để ăn với lá rau răm. Đây là những con chín sẵn. Và ngoài có phô mai thì có mỡ hành này các bạn, hoặc là muối ớt, muối diệt xanh, hoặc là đổ với chả chim cút. Sẽ thường là ăn với lại cái mắm bồ tàn pha với lại gia vị như thế này nha các bạn. Ở đây còn có tắc hay chanh này, và muối tiêu, hoặc là muối tiêu chanh đây, hoặc là muối tiêu tắc. Thấy con kèm đây thì giá sao anh? Là 290.000 ký. 290.000 hả? À, một ký thường thường nữa đó là mấy con? Dạ. Ủa mà sao nó không, mình không có hồ hay sao mà? Cái ống này là tôm họ bên Hồ Tể rồi tôi về bán liền anh trong ngày. À, tôm bán trong ngày. Dạ. Rồi, ok. Vì cái tôm ngợp đó, đó ở trong hồ nó khó sống lâu nên là được đưa qua trong ủ bếp này để mà nướng. Tôm rất là to. Tôm càng xanh thì được đầu bếp gấp bằng cái vỉ bỏ lên lửa than hồng. Rất là to. 290.000 một ký tôm và 4 con thì tính ra một con khoảng là 70-80.000 thôi một cân thôi. Là cái tấm nướng mướp khi mà cá chín bắt đầu chín rồi gần vàng thì đầu bếp sẽ cho thêm cái muối ớt này, quét cái muối ớt này lên trên con cá để cho nó mặn đúng gia vị theo cái yêu cầu của khách. Thôi các bạn ơi đấy. Khi được chín thì được gấp lên dĩa cho đem lên bàn cho khách. Các bạn có thể thấy hầu rất là nhanh chín. Vì hầu ở đây giá rẻ và rất là tươi, rất là ngon, đủ gia vị nên là khách rất là đông. Khi mà mình đem cồi mai miếng mỡ hành, còn cái sò mai đây. Thì một con này có giá là bao nhiêu tiền anh ơi? 25.000 anh. 25.000 một con. Dạ. Thì cũng nướng như hầu đó, thích vị nào thì nướng vị đó đúng không? Dạ, dạ. À, đầu bếp đang đập những cái trứng cút thả vào trong cái con ốc mai. Đây là con ốc mai. Ốc mai rất là ngon khi được nướng với lại chim cút, rất là thơm khi mà cho thêm mỡ hành. Chỉ lấy ăn hành thôi, không biết bỏ hành không. Ừ.
có giá là 25.000 thôi, bỏ dĩa để mang cho khách. Sò mai. Con này gọi là sò mai, gọi nhiều vùng gọi là ốc ốc mai. Thì được nướng bởi hành ăn với lại một vùng bắp nhỏ. Có nướng chim rút. Bên đây là mỡ hành. Đi, rất là thơm. Hai sò mai cũng đừng bỏ nước mỡ hành nha. Nghe nghe. Đây là một phần nửa cân đây, trị giá khoảng 150 thôi.